Nói đầu tiên dân biển miền Tây mến chào cô chú anh chị ha, bà con cô bác ha. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ con vật cho bà con mình xem nữa bà con ơi. Cái này ngày mới nha, câu điểm mới ra bà con ơi. Rồi dính nè, dính nè. Con đầu tiên nha. Wow, con mực gai như vậy. Gai. Hôm nay mình mới thay bóng đèn màu trắng nè, nó thấy nó sáng hơn mọi bữa vậy. Để đỡ đỡ. Đó, cũng chịu giờ cũng được nhiều đó cả nhà. Cái con mực gai đầu tiên chiều làm chuyện lưu bu mà nó có quay cho nhà xem. Mình một cần mình nhấp, một cần mình dèo. Dính nè, gạo nè. Quay con đây. Đây, con trọng cải. Wow. Đó, ao ha. Nhìn đã mắt quá. Gạo, em nữa. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho cả nhà mình đó, mình câu mực thì mình cũng phải nhấp vậy đó cả nhà, con mực nó thấy nó đớp liền à, bài này nó đớp đó vinh. Con này chắc nhỏ gì rồi sấy vậy, còn không phải dính bên cạnh bên kia, dính bên cạnh mà cần đeo cần dèo đó. Một em thuộc một dạy ha, cả rang cả nhà. Vòng vòng đây ghe trong mực dữ dằn lắm. Có lúc mực này nó có lúc nó ăn giật mỏi tay luôn nha cả nhà, còn có lúc nó ngơi mình phải ngồi mình đợi nó nhấp 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 lai gai đợi con nước nó ngay nước mực nó ăn nó mới nhiều. Đó tận nước chín chưa. Hai con luôn cả nhà ơi. Wow. Nguyên một cặp luôn ha. Nói chung ra mình cũng đỡ chiếc thời gian cho cả nhà mình, nó ngắn lại quá để nó dài quá nó cũng mất hay cả nhà đó. Chịu giờ cũng được nhiều đấy ha cả nhà. Thì có lúc mà có dính thì mình sẽ quay cho mình bà con mình xem.
thì mình ngắn thời gian lại chút. Câu bằng một con tôm chìm và con tôm nổi cả nhà, hai con nhìn 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 đó, một em nữa đó. Còn nữa nè, nó mới lạng đó. Mình câu hai con không có nhảy, còn nhiều khi anh em ta thì nhiều người ta câu có một con à, con là nó gọn nó dễ. Mình câu hai con nó chịch nó cũng gói câu hoài. Câu này nhầm chỗ mà đậu ngay bãi mực là thấy hao lắm. Liên liên con một em nữa nha, đó gạo gạo mới về nha, có liền đó. Câu mình câu tôm màu đít tím, mình trắng đầu thì xanh, nó mình câu nó nhiều màu, có khi nó màu đỏ rồi, nó màu đỏ nó ăn, có đợt màu đỏ nó ăn mạnh lắm. Chứ giờ mình đổi bóng đèn mới rồi, bóng đèn này nó sáng hơn mấy bóng đèn mấy clip trước mình quay cho cả nhà mình xem. Đèn tới thui, cái này được bóng đèn mới quay nó hơi gõ một chút ha. Nói chung ra cũng chưa có mà chất lượng cho mấy bà con xem, mình cũng thông cảm nha, cho mình nha cả nhà. Thì nói chung ra làm video này thì phải cho nó rõ ràng nó mới đẹp, nó đỏ dính dính. Wow, một em nữa ha. Thì không có vốn thì mình không có đầu tư được cho nó ngon lành như cái nhà này. Xem ủ gạo đó, con tôm màu đỏ như tôm màu tím đầu xanh ha, lá cây. Dinh đó đó, còn đèo còn lử đèo dính này hao lắm. Câu mực này nói chung ra gì lúc đụng mực thấy hao lắm nha. Dinh đó, thấy không, đụng mực là liền liền con luôn á, đã lắm đó. Cái nhà xem thấy hay cái nhà cho mình một like cái nhà, và một lần đi cái kênh ha, để cái nhà đón những video tiếp theo của mình cái nhà ơi. Câu chừng nào cảm thấy buồn ngủ mình vô mình ngủ một chút rồi mình ra câu tiếp nha, chứ nếu mà thức suốt đêm luôn rồi không nổi đâu. Nếu mà có mực á, mà nó ăn liền liền á, thì mình có thể mình thức mình đeo mình câu nổi, còn không có mực có buồn ngủ lắm. Ngồi hồi nó cũng na cũng chán nản. Gạo. Đó, rồi. Cái này đâu phải dính đâu, gối tôm. Trời ơi, câu này nhiều cái nó gối bực bội lắm nha, nó gối sợ đụng mực mà nó gối cái thấy quậy. Rồi lo sợ tôm không dục xuống. Đó. Chiều giờ cũng được bồn đây ha nha, con này cỡ 2kg ngoài ha, từ nó mì ăn cái nhai, vực này nó mì ăn đúng bài luôn ha. Đây là gánh chừng nào mà yếu mà chơi nồi mì. Gạo à, liệt công căng đó một bữa ra. Yeah, wow, hai con
Vô, coi đó, coi đó, coi đôi. Coi lý, coi lý. Được một cặp coi đôi. Quá đã, quá đã. Phải mà nó dính được nguyên cặp đều đều vậy hoài, quá trời đã luôn ha nha. Cặp vậy hoài kéo đã tài lắm. Bà cáo này chung ra nó cũng dễ câu nhà, cái nhà nhấp nhấp mà cái nhà phân cho nó liền liền cái nó đều 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 là nó không có giọt nha. Tại vì mình câu cái lưỡi này nó không có ngạnh. Không phải như lưỡi câu cá nó có ngạnh thì nó dính thì nó không có giọt ra. Còn lưỡi câu này nó không có ngạnh đâu, mà mình phân mà hơi chậm thôi là nó giọt rồi. Bây giờ dấp cái thơm cũng giọt nữa. Dính 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 dính. Lưỡi bên kia dính đây. Ê cần bên kia dính đây. Đó. Gào gào. Ê, ê, ê. Rồi xảy luôn cái gì? Chưa chưa dính. Và nó thầu chào bả luôn cả nhà. Con này gan à. Yeah. Ngon lành cà đào, ngon lành cà đào. Dính nữa, dính nữa cả nhà. Công cần nữa cả nhà. Quá. Trời ơi. Thấy rồi. Chưa 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 chưa. Em một em nữa. Quá. Gạo 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 ngon lành cà đào, ngon lành cà đào. Con mực này của mình còn tư mình dễ làm món ăn lắm, chế biến xào luộc kho các thứ vân vân, nói chung ra là món gì cũng ngon. Tại con mực này cái loại nó làm món gì cũng ngon vậy vậy, xào cũng ngon mà luộc đem lên luộc liền cũng ngon, mà đem nấu mì ăn cũng ngon, rồi nấu canh ăn cũng ngon. Nói chung ra tại cái loại nó ngon rồi làm cái gì nó cũng ngon chứ. Gạo 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 dính 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 dính. À, công cần là liệt 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 nữa không đó, văng khiết 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 lẹ lẹ vậy là nó không giục nghe nhà đó, không nó xịt luôn thấy không. Yeah, không có chậu không có bự ra rồi. Đó, nhấp 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 vậy đó. Rồi cái cả cái dính 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 cặn vào đây. Yeah. Cầu tới nước cần này, cần này dính đi vừa xong nó dục xuống chưa gỡ nó tới cần kia nó dính tiếp. À. Không, gạo không. Wow, cho bả này ha. Xem mà cả nhà để bình luận với cái có cái gì mà sơ sót là có thiếu thốn gì cả nhà để bình luận với cho mình đó cả nhà, mình sửa đổi cái video của mình nó càng ngày nó càng chất lượng hơn ha. Nói chung ra mình thấy video mình đi không chất lượng rồi, tại vì ánh sáng không nội quay nó không được sáng rồi đây nè, nói chi cả nhà xem mình thấy nó ấy đó, dính nữa cả nhà. Quá. Gạo gạo gạo. Yeah. Em nữa. Mất đội cái đèn. Mất đội cái đèn trên đầu ở nhà thấy không? Giờ nó sáng sáng một chút. Cái kệ thiết kế tới cỡ đó luôn, hết được. Nhìn 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 nhìn. Gạo gạo không cần nữa, không cần nữa. Đó.
lần cái cần dèo nó cũng ăn nữa, nó vừa dục cái cần kia xuống tới cần này nó ăn dính đó rồi nghe. Một em nữa dạ trà một bự. Cái cần dèo đó mình dèo một lữ một hay đó nha. Rồi. Ít cơ gối. Dính rồi, dính rồi. Vậy. Không dính mà mình cũng phải phân lên cái đằng mình đi dục ra ngoài, ngoài xa cái. Thì nó chìm tới đáy cái đầu dính. Dính cần ở đây, dính gần ở đây. Liền mẻ luôn nha, ngon lành cành đào, ngon lành cành đào. Wow, một em nữa. Bỏ xuống cái thùng ở dưới cái nhà, dưới mình có cái thùng để dưới đó đó, bỏ vô. Dính nữa một em nữa, công cần ai, công cần ai này, bự ngay cạo đôi luôn không, hai con luôn không. Một em nữa à. Bữa nay nè mình đổi con tôm màu màu tím rồi, chứ con tôm màu đỏ thế không có câu cái màu cá chuồng đó, chứ câu màu cá chuồng màu đỏ, màu đỏ đỏ đỏ. Dính gạo công cần dạ còn là người đào. Quá trời, quả mực này dài nha, quả đã mực này cũng cỡ gan ha. Giờ bữa nay sống cũng không có nhiều, thổi cũng mà lai gai vậy. Gạo rồi sảy dính công cần luôn rồi nha. Đó rồi gà dạo gà nó liệt xuống cái đầu nó đó, nó gỉ ghê không.
biết bự không mà làm dữ vậy đây không biết. Ồ, bự bự bự. Wow. À, đâu nó xịt 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 nước dần cho trắng giả cho ha. Dính tôm màu đỏ nha, đó. Nhìn nữa rồi. Đó, liệt nữa, liệt rồi. Đó. Không cần, không cần luôn nè. Quá. Wow. Một gái vậy trời. Một gái, một bầu vậy. Trời ơi. Bầu đó cũng ăn nữa kìa. Nó dính mèo quá, xíu 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 nó sảy kìa. Xíu nó sảy à. Mèo xíu xíu à. Cả nhà mình làm video có thiếu sót cái gì đó cả nhà để mình lận dưới cho mình chỉnh sửa video đồ lại cho nó càng ngày càng hoàn thiện hơn nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem video nhớ bật chuông thông báo nha để đón những video tiếp theo mình nha nhà. Để cho mình một like ha cả nhà. Vô vô gạo gạo gạo. Mình cần cần giữ cần đeo. Và wow. Em nữa mực trứng nha, một đó mực trứng á, tôi là trứng dinh dinh ơi dinh ơi, con này con đeo nó ăn ăn tôm đeo dữ ta. Dính như vậy, dính nó sảy vậy này, dính dính, à, ơ, sảy gì trời, rồi, chưa, đó, gạo, dài, mực dài, rang, mực gan vậy là ngon rồi, mực câu mực bự vậy nó mau lên thùng nha. Vậy là kiếm đêm mà được 7 được chục ký rồi cũng sống được rồi nhà ơi. Trong lúc này mà đêm được chục ký là dài rồi. Ai dinh 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 ơi. Gạo. Rồi, rồi tới nơi dính chứ. À đâu hai con tôm. Cái gà chân mực mà nó có đèn sáng nó cả nhà cũng có xem mấy mấy kênh kia nó quay theo gà chân mực đi quay đó, từng người ta câu mười mấy cần một ngự á, ta chuyên nghiệp á, dính dính rồi. Gạo bự không? Wow.
Không. Còn như mình không chuyên nghiệp mình câu được có ba cặn, ba cặn mà còn gối tới gối lui nữa, tại mình chưa có quen tay nhỉ. Nhà thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh nha nhà, để đón những video tiếp theo mình nha. À, nay giờ chiều giờ cũng nhiêu đó nhà. Wow. Mực này là mực mới không nè, mới cơ dính đến giờ đó, còn tươi rối à. Qua đã. Dính nữa rồi. Gạo. Một em nữa. Ồ, quá. Qua đã. Càng về phía thì mực nó càng dày á cả nhà. Phía nó dính thêm thay ham lắm. Rồi cả nhà ơi, hôm nay bữa nay mình doanh thu bữa nay mình được bao nhiêu nè cả nhà ơi. Đó. Em cũng cỡ hai cái này chắc cỡ khoảng chắc 7-8 kg quá nhà. Tụi nhìn nó chơi thùng này chắc có 5 kg không? Chắc khoảng 5 kg rồi nha. Đó, 5 kg rồi này trong cỡ khoảng 20 kg nữa. Chắc có 7-8 kg rồi nha. Rồi, doanh thu mình bữa nay chắc cỡ 7-8 kg. Rồi, cả nhà bật chuông thông báo cho mình một like ha. Đăng ký kênh mình để đón những video tiếp theo của mình nha cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau cả nhà. Đó. Sáng đêm được nhiều ha, rồi mình chia sẻ tận tình cho cả nhà mình đó, hết lòng luôn ha cả nhà, vừa sáng luôn nè, thần đông vừa lên, cái bình minh vừa lên nè, đó. Rồi vậy thôi cả nhà, rồi hẹn cả nhà để mình clip sau nha, nhà cho một like, bật chuông thông báo đón video tiếp theo của mình nha nha, bye bye.